trước mắt quý vị và các bạn là toàn cảnh đôi loa JBL của Mỹ. Đó là đôi loa JBL TLX20MK2, một đôi loa zin tuyệt đối tất cả. Xin mời quý vị cùng bình tĩnh thẩm âm. Không giờ rồi em ngủ đi thôi, hơi đâu mà lo lắng em ơi, thà nghèo mà biết mến thương yêu còn hơn giàu có đôi thay mong. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Giờ rồi anh biết chưa anh, sao anh còn thao thức trong đêm? Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé. Đâu ai nói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm ôm. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ sức chăn đôi tay vẫn tin sẽ rất vất vả, có khó khăn, mất nhiều thời gian nếu như quý vị muốn tìm được một đôi loa đẹp như thế này để so sánh với đôi loa của tôi. Đấy là điều chắc chắn. Không giờ rồi anh ngủ đi thôi, thời đâu mà lo. Nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thay mặt. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Đâu ai đói mà em lo, em thao thức hoài thêm ôm ôm. Không giờ rồi ta ngủ cho say, mai đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ giấc trắng đôi tay vẫn tin ở tương lai, không bao giờ tình đã phai. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này, hãy gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Xin nhắc lại, Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Đây là những sản phẩm bình dân, nếu như khéo léo phối ghép nó sẽ làm cho quý vị hài lòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.